Thuận cảnh nhất thiết chí trần thật nghĩa. Vị dạ thần nghe lời thưa thỉnh khẩn cầu của thiện tài rồi bèn đáp rằng: Thiện nam tử, Bồ Tát có 10 thứ tạng thọ sanh. Nếu Bồ Tát thành tựu viên mãn pháp này thì sẽ sinh vào nhà Như Lai, niệm niệm tăng trưởng căn lành Bồ Tát. Nếu không mệt mỏi, không giả đãi, không nhàm đủ, không thối lùi, không dứt hẳn, không quên mất tạng pháp thọ sinh này thì sẽ xa lìa tất cả sự chướng ngại mê hoặc, chẳng sinh tâm sợ hãi, hạ liệt phiền não hối tiếc, hướng về nhất thiết trí huệ, nhập vào môn pháp giới, phát tâm bồ đề rộng lớn, tăng trưởng pháp 10 độ.